Thưa quý vị và các bạn, những chiếc xe tải cơi nới thành thùng, chở quá tải quy định, hoạt động nhan nhản ngoài đường và tàn phá đường xá đang ngày một xuất hiện nhiều. Vấn đề đặt ra thì những chiếc xe vi phạm đều được đăng kiểm hẳn hoi, nhưng thực tế sau khi rời khỏi các trung tâm đăng kiểm thì lại được cơi nới thành thùng xe. Vâng, và có một điểm rất đáng chú ý, đó là khi chi phí cho việc hạ thành thùng xe trước khi đăng kiểm được cho là khá tốn kém, thì các chủ phương tiện lại quay sang thuê thùng xe, và dịch vụ này hiện đang hoạt động khá công khai tại một số địa phương, tỉnh, thành phố. Vâng, và qua thâm nhập thực tế của VTC14, phát hiện ra rằng những chiếc xe tải Trung Quốc sau khi nhập về Việt Nam, nếu không cơi nới thành thùng thì khối lượng hàng hóa chở được chỉ khoảng là 10 mét khối. Và như vậy thì làm ăn sẽ không có lãi, nếu không muốn nói là thua lỗ cầm chắc trong tay vì nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là thuế phí. Vâng, và còn đó là để tăng tải trọng của xe thì chủ phương tiện chỉ cần bỏ ra chưa đến 10 triệu đồng là sẽ có được một chiếc thùng cao gấp đôi và thậm chí là gấp 3 kích thước so với ban đầu. Vâng, đúng là như vậy. Hoạt động này nếu như trước đây diễn ra khá công khai thì nay đã chuyển sang kín kẽ hơn và gần như là không tiếp người lạ mặt và luôn có sự đề phòng cảnh giác cao độ. Chính vì thế mà khá là khó khăn và phải qua một mối lái từ một số chủ phương tiện thì nhóm phóng viên của chúng tôi mới tiếp cận được một số cơ sở cho thuê thành thùng xe. Gara ô tô Huy Hoàng nằm trên quốc lộ 3, địa bàn xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, được nhiều tài xế giới thiệu là địa điểm cho thuê thùng xe phục vụ việc đăng kiểm. Ở đây chỉ có hai cái xưởng này có thùng cho mượn, cả hai xưởng nào có. Hai xưởng này từ ngày xưa là có. Ở đây quanh đây chẳng ai người ta dự trữ làm gì cả. Bác xem mấy nào nếu mà thuê nó đắt hơn được chút điện, được. Điện cho cái số thằng Huy, điện cho cái số 0962. Sau khi có số điện thoại của Huy thùng xe, phóng viên đã trực tiếp liên hệ. Em muốn thuê cái thùng xe ben tự đổ ấy, đời 2004-2006 ấy, thì không biết anh có giúp được không? Tại vì em thấy bố anh bảo là anh giúp được. Mai mấy giờ anh có đấy thì em lên ạ? Ừ, 8 giờ lên nha. À, 8 giờ ạ. Vâng, vâng, vâng. Anh cho em hỏi tí là cái giá như thế nào anh nhỉ? 4 triệu. Gara ô tô Huy Hoàng có rất nhiều chủng loại thùng xe được đặt ngổn ngang trên một mặt bằng rộng chừng 500-600 m². Theo như lời bà chủ của mảnh đất này, hoạt động cẩu xe cho thuê thùng tại đây diễn ra đã khoảng 2 năm nay và khá đông khách. Nó có cẩu hả? Nó móc xuống thì nó lại xe, nó móc xuống lên thì lại móc lên. Cái treo này nó cho lên trên cái cẩu xe đây. Ngày nó móc 2-3 lần, có hôm thì tuần nó móc 2 lần, có hôm thì lại nâu nâu rồi. Đáng chú ý, khi tổ chức ghi hình tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2001S tại tỉnh Thái Nguyên, còn phát hiện ra rất nhiều xe tải. Sau khi đăng kiểm xong thì di chuyển vào một số gara ô tô để cơi nới thành thùng xe. Cụ thể là chiếc xe tải mang biển kiểm soát 20C08232 có xuất xứ từ Trung Quốc, được một chủ xe ở huyện Phổ Yên, Thái Nguyên mua về từ Hải Phòng với giá 1,25 tỷ đồng và đem đi đăng kiểm vào chiều ngày 7 tháng 10 năm 2015. Sáng ngày 9 tháng 10, chủ xe đưa phương tiện tới cơ sở của ông Vũ Ngọc Cởi tại tổ 8, phường Gia Sàn, thành phố Thái Nguyên. Cơ sở này nằm trong một con hẻm nhỏ, không có biển hiệu và được quây kín cổng cao tường. Tại đây có 4 thợ cơ khí đang gia công, cắt thép để chuẩn bị cơi nới cho chiếc xe 20C08232 đã đưa đi đăng kiểm trước đó 3 ngày. Nhìn vào những tấm thép đang cắt, có thể khẳng định thùng xe sẽ được cơi thêm khoảng 0,4 mét. Và tại cơ sở này, hiện cũng có rất nhiều xe đã được cơi nới xong, chờ chủ xe tới lấy phương tiện về. Cái việc thay thùng hàng ấy thì trên thực tế là trước đây nó có, nhưng mà hiện giờ tôi theo tôi được biết là trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thì hầu như không có cái cơ sở nào mà ta làm cái việc cho thay cho thuê thùng hàng nữa. Trên cái cơ sở không pháp lý thì chúng ta chưa có hình thức là phạt doanh nghiệp không được cho thuê. Đấy, thì cân chủ phương tiện nào cho thuê thì chúng ta cũng chưa có cái khung pháp lý nào để xử lý cái này. Tháng 8 trở lại đây thì bắt đầu có cái tình trạng là các cái xe mà đã cắt rồi thì cơi nới lại cái thành thùng cao hơn, và bình quân tôi để ý là cao khoảng độ từ 30 phân đến 50 phân, thậm chí có xe cao hàng mét. Ví dụ như là ở Hà Nam
thì tôi đi trên cái quốc lộ 1 rồi vào một số cái đường tỉnh lộ của Hà Nam thì tôi thấy là không có xe nào là không cơi nới. Khi chúng ta làm mà nếu như chúng ta không duy trì được mà ta cứ chỉ mang tính chất là hình thức, có nghĩa là làm theo cái cao điểm mà ta lại trùng lại thì người ta tái lại, thì cái việc này thì trước tiên ấy phải là trách nhiệm của các cái địa phương. 70% xe vi phạm kích thước thành thùng đã được cắt bỏ là con số trong báo cáo. Thế nhưng với những hình ảnh tràn ngập xe quá tải như thế này trên nhiều cung đường, có lẽ đã đến lúc những người có trách nhiệm đứng đầu ngành giao thông vận tải cũng như lực lượng xử phạt phải xem xét lại.